The earth trembles beneath our feet. If you lose to the Royal Matador, it's not a shame. Beautiful Odette, the... The earth trembles beneath our feet. All the glory will be forgotten by history. Could someone... Justice served! Your end is nigh! Justice served! Your end is nigh! Friends! Fighters, countrymen, allow me the honor of introducing the Royal Matador. What's up, xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ để mà cùng đến với Lancelot Hiệp sĩ Hoàng gia, hay chúng ta có thể gọi tiếng Anh là Lancelot Royal Matador. Thì khi mà Mỡ dịch ra cái câu này, nó là gọi là hiệp sĩ đấu bò hoàng gia đấy anh em. Và cái trang phục này chính là một trong những cái trang phục mà chúng ta cần phải quan tâm nhất đến từ cái vị tướng Lancelot này. Bởi vì cùng với cái trang phục này, với những cái trang phục mặc định, thì Lancelot đã được làm lại cái hoạt cảnh xuất hiện giống như là một cái trang phục cấp độ epic mới của Lancelot vậy. Và anh em lưu ý, đây là một cái con tướng Lancelot với bộ kỹ năng hoàn toàn mới có cho mình, đó là cái khả năng cơ động hơn đến từ chiêu một đâm xuyên. Còn thì những cái kỹ năng khác, ví dụ như là cái kiếm trận hoa hồng, anh em có thể nhìn thấy. Và cái tuổi đoạt mệnh thì về cơ bản nó không thay đổi quá là nhiều. Và cái con Lancelot này thì cũng cùng với đó là Odette, cùng với đó là Kagura và cùng với đó là Hayabusa. Đó là một trong số 4 cái vị tướng mà được Muntun quan tâm làm lại về ngoại hình lẫn bộ kỹ năng ở trong cái bản cập nhật lần này. Vậy thì để mà tổng kết lại một lần nữa, Lancelot được làm lại những cái gì thì ở trong video clip này Mỡ sẽ mang đến cho anh em nha. Rồi, thì cái điều đầu tiên anh em cần phải quan tâm đến ở cái con Lancelot mới này, đó chính là cái chiêu một đâm xuyên của Lancelot. Khi mà bây giờ cho dù anh em có lướt qua bao nhiêu mục tiêu trên cái đường mà anh em lướt qua đi chăng nữa, thì Lancelot cũng sẽ chỉ tính cái mục tiêu đầu tiên là cái mục tiêu được đánh dấu, là có một cái gọi là một cái đánh dấu để lướt qua mà thôi. Đó, anh em thấy không ạ? Thì khi mà chúng ta lướt qua hai mục tiêu trở lên trên cùng một đường thẳng, chỉ có mục tiêu đầu tiên nó bị đánh dấu, thì những cái mục tiêu còn lại Lancelot lướt qua thì anh ta vẫn không bị khiến cho cái chiêu một đâm xuyên của Lancelot rơi vào trạng thái gọi là hồi chiêu cả. Đó, là kiểu ví dụ như là chúng ta đang có 3 mục tiêu trên đường thẳng đúng không? Thì anh em hoàn toàn có thể lướt qua tổng cộng tối đa lên đến 3 lần mà anh em không cần phải rơi vào trạng thái chiêu một, nó rơi vào trạng thái hồi chiêu. Thì đó là cái điều mà anh em cần phải lưu ý. Rồi, thì ngoài ra thì cái chiêu 2 kiếm trận hoa hồng cũng như là cái tưởng đoạt mệnh, tức là cái chiêu cuối của Lancelot, thì về cơ bản nó không thay đổi quá là nhiều. Rồi ở đây này, có một cái tình huống này, anh em nhìn thấy Mỡ múa kim không ạ? Nhưng mà Mỡ không hạ của kẻ địch đâu, bởi vì đó là một cái tình huống mà Mỡ muốn cho anh em xem gọi là cái lòng vị tha và cái khả năng gọi là múa may của Mỡ nó kinh khủng và nó siêu đẳng đến như thế nào. Anh em thấy không này, đánh này, hạ này, rồi tầm này anh em nghĩ Granger chết không? Chết là cái điều đương nhiên, bởi vì là Mỡ nói thật với anh em là Mỡ gọi là thích ai phải nằm xuống là Mỡ đều có thể làm được mà. Đây rồi, ở đây anh em nhìn thấy không này, Cyclops ít máu này, Mỡ ít máu hơn này. Nhưng Mỡ cho anh em xem này, này, tầm này múa này, múa này, kiếm trận hoa hồng này, múa về này, kêu ngoạn, ê, ai, chà. Nhưng mà cái tình huống này Mỡ lại thấy là trong cái lúc vừa xong Mỡ lại thay đổi ý định anh em ạ. Bởi vì Mỡ nghĩ rằng là nếu như mà cái tình huống vừa xong mà Mỡ hạ gục đó là cái vị tướng Cyclops ý, thì thứ nhất ý là Mỡ lại mang đến cái trận đấu nó quá đơn giản đến từ cái vị tướng Lancelot này. Và cái thứ hai đó là Mỡ sẽ làm cho team Mỡ chơi nó chủ quan.
thì mỡ phải có một cái tình huống hạ gục để mỡ cho team của mỡ biết được rằng là mỡ không phải là một cái người chơi Lancelot giỏi, ít nhất là như vậy để mà họ có thể có được cho mình một cái thế trận tập trung đó. Thì thật ra ấy, mỗi lần mỡ lên bảng điểm số ấy, nó đều chứa đựng một cái bài học nó rất là ý nghĩa anh em nha. Thì không phải kiểu bỗng dưng mỡ bị hạ gục đâu, bởi vì ở trong trận đấu này thì chắc là mỡ sẽ phải lên bảng khoảng độ tầm 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lần nữa, để mà cho cứ mỗi lần team của mỡ có ý định chủ quan ấy thì mỡ sẽ lại lên bảng để cho team của mỡ nó tập trung vào đánh, anh em hiểu không ạ? Rồi, về cơ bản là chúng ta như thế nha. Thì em có thể nhìn thấy rất rõ ràng là ở trong cái trang phục gọi là hiệp sĩ hoàng gia này, thì Lancelot sở hữu cho mình đó là một cái áo choàng, và ngoại hình của anh ta đã khá được chăm chút. Ngoại hình xử lý cũng như là cái những cái đường kiếm, những cái pha di chuyển của anh ta trở nên khá là mượt, và mỡ rất là ấn tượng đối với cái bộ kỹ năng đến từ hai cái chiêu kiếm trận hoa hồng, cũng như là cái tường đặt mệnh của Lancelot ở trong cái trang phục này đã được chăm chút là rất tuyệt vời. Lancelot ở trong cái trang phục này lúc lướt kiếm đi đến từ chiêu một đâm kiếm ý, thì cái vị tướng này nó lực hơn là rõ ràng anh em nha. Ngoài ra là chúng ta có thể thấy được rằng là cái sức mạnh của Lancelot ở trong bản cập nhật này thì chỉ cần anh em được thay đổi nhẹ đến từ cái chiêu 1 thôi thì cái sức mạnh của Lancelot nó cũng đã là có cái sự khác bọt rồi. Đường giữa này anh em thấy không ạ? Đang một cái giao tranh ở đường giữa, và mỡ chỉ cần có mặt ở đây một phát là khiến cho cái thế trận giao tranh này nó trở nên mất cân bằng ngay. Đó, và ở đây là cái tường đặt mệnh này lướt lên này, anh em thấy không ạ? Lên bảng bố rồi, anh em có thấy cái gì đâu? Anh em không thấy cái gì nha. Tiếng mua xong là hơi lag anh em ạ, chắc là không ai nhìn thấy gì đâu. Mỡ nghĩ là không có ai nhìn thấy cái gì đâu. Thì rất xin lỗi anh em là bởi vì về cơ bản ý là mỡ cũng không phải là một cái người chơi quá giỏi cái vị tướng Lance này. Đó, nhưng mà rõ ràng khi mà mỡ chơi mà trận nào mỡ cũng phải gánh team ý thì câu chuyện đây là nó hơi chán. Và có nhiều anh em bảo là tại sao video clip nào anh chơi hay anh cũng mang lên. Đấy, anh em thấy không? Có rất nhiều anh em đặt câu hỏi cho mỡ rằng là anh mỡ ơi, tại sao có những video clip nào anh múa cũng kinh thế? Tại sao gọi là anh quay đi quay lại mới được một cái video, một hai cái video clip à? Thì ở trong trận này nếu như anh em đã nói thế, trận nào mỡ cũng up lên luôn, cho dù trận dở mỡ cũng up lên luôn, để cho anh em thấy rằng gọi là vấn đề ở đây là không phải mỡ chọn lọc, mà vấn đề ở đây là cái trình độ của mỡ nó thế rồi. Với cả trận đấu này thì mỡ cũng muốn gọi là cho team bạn có một cái tí dấn trước nhẹ để mà cái trận đấu này nó trở nên gọi là cân bằng. Chứ bây giờ mà mình lại đánh theo kiểu gọi là thắng ngay từ đầu thì nó hơi chán, nó không thành được một cái video clip, anh em hiểu không ạ? Đấy, có được mạng ở đây đó là cái vị tướng sạch lốp trong cái sự bất lực đến từ vị trí của Lapu-Lapu. Và mỡ có được trong cái KDA 22 cũng như là 3 ở trong cái trận đấu này. Đường trên thì Yuzhong đang đi cùng với cả đó là cái vị tướng Lapu-Lapu, và mỡ có mặt đây sẽ bắt đầu sấy và bắt đầu gọi là chọt chọt cho mình đó là cái con rùa thần đầu tiên để mà mỡ có thể lấy được ở trong trận đấu này. Dĩ nhiên đây là cái con rùa thứ hai hay thứ ba mỡ không để lắm, nhưng mà đây là cái con rùa đầu tiên mà mỡ ăn được, anh em thấy không ạ? Dùng ngay chiêu cuối để ăn, giao tranh là được nổ ra, mỡ chờ du dòng của mỡ vào trước, đứng ở ngoài sử dụng cái kiếm trận hoa hồng hạ gục đi được Lapu-Lapu, nhưng mạng hạ gục là không phải của mỡ. Phía bên này thì du dòng anh ta đuổi và chấm dứt đi được đó là cái vị tướng Ranger. Ở đây thì còn hai cái vị tướng team bạn đó là Cyclops cũng như là cái vị tướng gì đấy ạ? Đây là cái vị tướng Beric. Sổ ơi, mỡ có những cái pha múa quá mượt mà, nhưng mỡ không hạ ai cả, bởi vì tính của mỡ gọi là bình sinh của mỡ là không sát sinh anh em nha. Cho nên là mỡ đã nhường mạng hạ gục đó dành cho Selena, và cuối cùng Selena cũng đã có được cái mình cho mình đó là cái mạng của cô ta, mặc dù cô ta cũng đã phải lên bảng điểm số. Cái chém gió cũng vừa phải phải anh em, thật thua tình huống đấy là mỡ muốn hạ gục lắm nhưng mà mỡ múa hơi ngu anh em ạ. Ok rồi, thì mỡ nghĩ rằng đến thời điểm hiện tại là nhường team bạn là ngay chừng là cũng đủ rồi đúng không anh em? Bây giờ chúng ta sẽ cố gắng gọi là tập trung lên chơi tử tế nha, để cho anh em xem được rằng là cái sức mạnh của con Lance ở thời điểm hiện tại là như thế nào. Thì với cái con Lance mới thì mỡ nghĩ rằng nếu như mà anh em nào mà chơi giỏi Lance ấy, thì anh em sẽ thấy được rất là nhiều ưu điểm của chúng. Nhưng nếu như mà anh em nào mà chơi Lance mà kiểu không quá giỏi mà kiểu chơi tầm trung giống như mỡ ấy, thì anh em có thể sẽ thấy được rằng cái con Lance này nó không quá là khác nhiều so với một cái con Lance bình thường. Chỉ khác nhiều ở đây ở chỗ đó là Lance bây giờ trở nên cơ động hơn khá là nhiều, bởi vì cái chiêu 1, cái chiêu lướt của cái chất tướng sát thủ này nó đang khá là ảo diệu đi. Ở đây team bạn tập trung 3 thành viên, có cả Hayabusa, có cả Ranger ở trong cái tình huống này, nhưng team mỡ cũng có Matilda, team mỡ cũng có Selena. Đường trên thì là Yuzhong, còn đường dưới thì là Leslie cầm cái dịch chuyển anh em ạ, cái meta đẩy nhà có thể nói là bát cháy bọn chết đến từ vị trí của team mỡ. Rồi mỡ sẽ ra mặt ở đây nha, để xem có lướt lên nào. Uầy, có Beric này sử dụng cái kiếm trận hoa hồng để mà cầu đi cái lượng sát thương. Mỡ sẽ đi vòng để cho team bạn gọi là dùng chiêu số hết nha, sẽ là vào trong cái tình huống này anh em này. Từ từ bình tĩnh à, con sạch lúc này phát hiện được mỡ rồi, từ bình tĩnh ấy nhở. Rồi ở đây sẽ là lướt lên rồi lướt về, mỡ đang khiêu khích team bạn để mà cho team bạn tưởng rằng là mỡ hết chiêu số và có đó họ tham gia giao tranh, nhưng có vẻ như là giao tranh đã được nổ ra rồi. Mỡ tưởng đặt mạnh lên hạ gục đi được đó là Lapu-Lapu, một lướt, hai lướt, ba lướt lấy được mạng của đó là Beric, để cho anh em thấy được rằng là
cái lướt bây giờ của con Lancelot nó rất là lợi khi mà chúng ta chỉ cần lướt qua một cái mục tiêu đầu tiên bị đánh dấu thì chúng ta tránh cái mục tiêu đó ra mà thôi. Ơ kìa ơi, dịch chuyển về với chúng tôi này, anh em thấy được cái lợi ích đến từ cái việc lướt quá nhiều chưa? Lancelot anh ta dịch chuyển nhưng mỡ đánh giá rằng anh ta dịch chuyển hơi lâu, cho nên là mỡ đã có một cái pha gọi là tiện Lancelot, gọi là lên bảng điểm số để cho anh ta dịch chuyển về nhà nó nhanh hơn một tí. Và anh ta chỉ còn gõ khoảng độ tầm 11 giây để xuống bảng thôi. Đấy anh em thấy không? Mà khi mà xuống bảng là anh ta đầy máu đầy mana luôn, hợp lý. Rồi thì mạng thứ 5 của mỡ trong cái trận đấu này rồi. KD của mỡ thời điểm hiện tại đang là 5-2 cũng như là 5. Mỡ đang có một cái thế trận nó đang khá là xanh với Lancelot gọi là hiệp sĩ hoàng gia. Và anh em lưu ý rằng là đây là một cái trang phục mà đã ra mắt được từ rất lâu rồi, cho nên là ở trong cái trang phục này thì Lancelot có cho mình một cái ngoại hình cũng như là một cái hoạt cảnh nó đẹp chả khác gì một cái skin collector anh em ạ. Khá là mãn nhãn. Đến từ cái chất tướng gọi là sát thủ Lancelot có được cho mình đó là một cái việc có một cái pha làm lại skin là như thế này. Rồi Belleric anh ta nhồng ra để anh ta phá mỡ, nhưng mỡ có trừng phạt, mỡ không bị tranh bùa. Ở đây sẽ là cái kiếm trận hoa hồng để mà dồn sát thương lên Hurley. Và cuối cùng thì không, Hurley chưa phải nằm xuống nhưng Lapu-Lapu đã chính thức bị bày màu mất rồi. Yu-Yong thì bị dính run và sau đó anh ta cũng sấp mặt lợn luôn. Và mỡ đang có cho mình cái cây địa ở thời điểm hiện tại đang là 6-2 cũng như là 8 anh em nha. Một cây mà cá nhân mỡ có thể đánh giá rằng đây là một cái cây địa mang tính chất gọi là kỹ năng cá nhân là chính. Và đang có những cái màn trình diễn rất là mượt mà. Mặc dù như vậy chúng ta vẫn không quên việc là mỡ có những cái tình huống hỗ trợ cũng gọi là khá kinh khủng thì mới có được 8 mạng chứ anh em, đúng không ạ? Còn đến thời điểm hiện tại là vào form rồi anh em. Tầm này thì hiệp sĩ hoàng gia aka hiệp sĩ đấu bò Lancelot tầm này múa cho team bạn tới nãy luôn. Sẽ là cần phải lùi về một tí bởi vì có Lapu-Lapu sử dụng cái chiêu cuối chém 3 phát kèm theo đó là kháng cái hiệu ứng khống chế, cho nên là mỡ sẽ lùi về. Ranger anh ta nhồng lên nhưng ở trong phía bụi bên dưới này thì team của mỡ có Selena, Yu Rong hóa rồng lao lên, anh ta lao thẳng vào giữa đội hình của team bạn như ở trong cái tình huống này, nhưng chưa có thành viên nào của team bạn bị hạ cục cả. Ngược lại giao tranh đang được nổ ra, người bị hạ gục đầu tiên bên phía team mỡ vỡ vẫn chưa biết nữa, nhưng team mỡ đã hạ gục đi được đó là cái vị tướng Belleric rồi. Ngay sau đó Yu Rong đã phải nằm xuống và mỡ cũng lại phải gọi là bay màu luôn, bởi vì rõ ràng ở trong cái tình huống vừa xong thì mỡ đang gọi là có những cái pha xử lý nó mang tính chất hơi vị tha quá đó. Mỡ nghĩ là trình độ của mỡ hơn, cho nên là kiểu đôi khi mình muốn hơi tống hai một tí anh em ạ. Mà thật ra là kiểu hôm nay hôm trước mỡ có nghe một cái câu nói rất là kiểu gọi là triết lý anh em nha. Đấy là nếu như mình có trình độ ấy, thì mình quạo quạo còn được ấy. Chứ còn nếu như mà kiểu mình chỉ có trình gáy thì mình việc gì phải quạo, hay là việc gì mình phải căng thẳng trước một cái pha xử lý lỗi, đúng anh em? Đấy, như cái tình huống vừa xong là mỡ vẫn có những cái tình huống gọi là múa ra ngoài cái mục tiêu và sau đó bị hạ gục. KDA của mỡ thời điểm hiện tại đang là 6-3-10 nhưng không sao. Anh em hãy tin tưởng mỡ, trận đấu này we can win. Anh em hiểu không ạ? Tiếng Anh, đấy là tiếng Anh. Tiếng Việt ở đây là we can win, tức là chúng ta có thể thắng. Đường dưới có Yu Rong đang gọi là dồn sát thương vào đó là cái vị tướng Cyclops. Mỡ có kiếm trận ở đâu cái tuổi đoạt mệnh này, kiếm trận hoa hồng này, dồn sát thương hạ gục đi được đó là cái vị tướng Cyclops. Sát thương dồn vào khi mà mỡ mắc cái nội tại lướt là quá nhiều, tiễn cả Granger lên bảng điểm số luôn. Và trận đấu này bỗng dưng anh em thấy không, những cái người chơi giỏi là luôn tìm cho mình cái thành công riêng, và đặc biệt như là mỡ ấy, mới biết được cái trình độ của mình đến đâu, cho nên là mỡ đã gọi là chủ động feed 3 mạng ở giai đoạn đầu game và sau đó là bắt đầu kéo game trở lại với KDA nó đang khá là đẹp ở đây, đó là 8-3-10. Bản thân team mỡ cũng đã có được cho mình đó là hơn team bạn lên đến tận con số 18 mạng rồi. Mỡ sẽ là lướt vào kiếm trận hoa hồng của mỡ đến từ cái vị tướng Belleric và khều nhẹ thêm một cái Belleric bay màu. Team mỡ có được cái mạng thứ 27 nhưng bản thân team mỡ cũng đã phải lên bảng đó là cái vị tướng Yu Rong mất rồi. Chỗ này thì chưa biết là khi nào thì kết thúc, bởi vì về cơ bản Lancelot vẫn làm cái vị tướng ở thời điểm hiện tại múa đang khá ổn, khả năng dồn đam là khá tốt. Tuy nhiên anh em cần phải biết một điều rằng là cái con Lancelot này nó sẽ khá là khó chơi về giai đoạn cuối game và hoàn toàn có thể bị outplay. Cho nên hãy lưu ý, nếu như chúng ta kết thúc được thì chúng ta nên kết thúc sớm anh em ạ. Ở thời điểm hiện tại với một cái KDA 10 như thế này thì làm sao thua được anh em. Thua tầm này là dỗi, nghỉ trưa, hóng up clip lên luôn anh em ạ. Rồi, mạng của cái con rùa này sẽ là được thuộc về dành cho mỡ. Đường dưới có cái con bùa vàng. Tuy nhiên thì team của mỡ như này không biết quán được không. Mỡ sẽ vào khích đều team bạn một tí nha, bởi vì mình có cho mình đỡ tận là 3 cú lướt mà. Thì lướt trừ một cú ấy, thì vẫn còn cú khác. Mà nếu như mà anh em có lính đứng gần đấy, anh em mà kiểu
kiểu kiểu kiểu kiểu có đủ cái mục tiêu đứng gần đấy thì chúng ta lướt nó sẽ gọi là dễ dàng hơn, ảo diệu hơn, giống như mấy cái video clip của những cái idol Lancelot TikTok ấy đấy, lướt qua lướt lại của cả lính, cả creep, cả tướng để mà tăng cái độ ảo diệu, và quan trọng nhất là tăng cái lượng sát thương, em hiểu ạ? Rồi, hello anh em, ăn đi cho mình đói cái con lót này thôi, ăn thôi còn chần chừ gì nữa. Mỡ ở đây là dùng cái kiếm trận hoa hồng, đang là tàn sát lót, nhưng mà thế là cuối cùng không ai ra tăng lót cho tôi à? Ông, ui dồi ôi, đồng đội của tôi kìa, thôi ôi, đồng đội của tôi, những người chơi pro laser, họ nhìn tôi ăn cái con lót này gần xong, và mình gần như là gần đất xa trời đến đít rồi, là mấy ông này bắt đầu mới chạy ra để mà hóng hớt công ạ. À, đồng với đội này chết, nhưng không sao. Bởi vì đồng đội của Mỡ mặc dù để bản đồ hơi kém nhưng mà họ lại giao tranh khá là ổn. Với một cái đội hình này mà team của Mỡ đang dẫn trước team bạn lên đến con số là 8 mạng hạ gục. Team bạn có Ranger, Mỡ sẽ lướt lên trên một tí này. Kiếm chắc không để dùng sát thương, và đó là Lapu Lapu. Ở đây là có Belleric, và giao tranh đang được nổ ra ở bên ngoài nhà chính của team bạn. Phóng run là không chuẩn xác cho lắm. Leslie sử dụng bắn tỉa cực đại nhưng không trúng Cyclops. Rồi, giờ thì chính thức là đã có giao tranh nổ ra rồi. Ở đây là chúng ta có những cái người đi sau là Granger, là Belleric. Mỡ sẽ cùng với đồng đội của Mỡ truy đuổi Belleric và một cái pha gọi là tưởi đoạt mệnh để lấy được mạng của cái chất tướng đỡ đòn của team bạn, và qua đó mang về một cái trận đấu gameplay chiến thắng dành cho Lancelot ở trong cái trang phục hiệp khách hoàng gia. Và nếu anh em thấy cái video clip này thú vị, đừng quên để lại cho Mỡ một like, một đăng ký kênh nha. Peace. Victory.